giờ là tôi chỉ thích tặng tiền, có điều kiện tặng cả hoa. Ông tặng cho một tờ ngân phiếu 500 rồi. Hoa chẳng hạn nhiều lắm, phụ nữ thì nhiều thứ để mua đó. Em thì em chưa có người yêu cho nên em cũng mong muốn nhận được người yêu lắm. Phụ nữ ấy không quan trọng quá là quà cáp đâu, cùng nhau trải qua một buổi tối vui vẻ là được rồi. Mong được nhận được cái sự quan tâm của các anh bằng việc bán hoa, nhưng mà vẫn mong được nhận một bó hoa đẹp từ chồng của mình. Tôi nghĩ là phụ nữ là những bông hoa thì chắc chắn là thích tặng hoa nhất rồi. Muốn là các chồng là đưa đi ăn hoặc là có thể đi chơi đâu đó. Chắc là tình cảm của người chồng dành cho gia đình. Rất tiếc là tôi chưa tặng vợ mà tôi chỉ mới tặng cơ quan trước thôi. Một chút về hoa cho nó gọi là tô sắc cho cái ngày 20 tháng 10 cho nó thêm rực rỡ.